I've been waiting for too long. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Yo, xin chào anh em quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Và anh em đã thấy cái gì đây chưa ạ? Anh em đã thấy cái gì đây chưa ạ? Anh em đang thấy một cái vị tướng carry đúng không ạ? Chỉ đơn giản là như vậy thôi, nhưng mà đây là cái vị tướng carry ở trong cái trang phục đặc vụ chi mừng, cái trang phục epic có thể nói là đẹp nhất của cái vị tướng carry này, chỉ ra mắt duy nhất một lần trong năm 2019 và cho đến thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ một cái thông tin nào quay trở lại nữa. Vậy thì tại sao Mỡ lại có? Mỡ cũng không biết tại sao Mỡ lại có luôn. Mỡ chỉ thấy ở trong cái kho đồ ở tài khoản anh trai của Mỡ có cho mình, đó là một cái thẻ thử của cái trang phục carry đặc vụ chi mừng. Vậy là Mỡ đã lấy ngay cái trang phục này để mà làm cái video clip cho anh em xem rồi. Anh em ạ, ở trong Mobile Legends có một số cái trang phục mà anh em có bỏ tiền rời ra, bỏ vài chục triệu, vài trăm triệu hay vài nghìn đô ra chưa chắc anh em đã sở hữu được. Chỉ có cách duy nhất là anh em mua cho mình, đó là cái tài khoản có sẵn cái trang phục này thì anh em mới có được sở hữu được thôi. Thì carry đặc vụ chi mừng là một trong số những cái trang phục kiểu là như vậy. Anh em có bỏ tiền tấn, bỏ tiền rời ra thì vẫn phải chờ đến khi mà Moontoon họ đưa ra một cái sự kiện mà có cái con carry đặc vụ chi mừng ở trong đó thì anh em mới sở hữu được. Thì về cơ bản đây là những cái hiệu ứng hoạt cảnh, đây là những cái kỹ năng tung ra cái chiêu thứ nhất. Cái chiêu thứ nhất của carry hình như có tên gọi đó là cái phi tiêu lốc xoáy anh em ạ. Và ui, ở đây có cái vị tướng Jawhead này, anh ta đang lấy đi cho mình đó là cái con cua vàng của Mỡ. Nhưng mà lấy cua mà Mỡ đang móc thì phải để lại cái mạng, một cái kỹ năng tung ra cái phi tiêu lốc xoáy chặn đường và cố được cái mạng chiến công đầu tiên của team Mỡ dành cho cái vị tướng carry đặc vụ chi mừng này. Thì ở meta hiện tại, cái con carry Mỡ thấy là mặc dù nó được đánh giá là xạ thủ ở cấp độ A cộng thôi, nhưng mà cái tầm ảnh hưởng của nó khi mà được sử dụng trong rank và dùng để khắc chế những cái chất tướng kiểu như là Atlas tanker mới ạ, hoặc là Khufra, rồi thì Hylos là cực kỳ mạnh và mạnh nhất trong số tất cả những xạ thủ đang có ở Mobile Legends ở thời điểm hiện tại. Bởi vì chất tướng của carry là gây sát thương dựa vào cái nội tại của cái con tướng này có tên gọi đó là cái dấu ấn xuyên phá. Về cơ bản là tích đủ 5 dấu ấn xuyên phá lên một mục tiêu thì sẽ phát nổ gây sát thương chuột bằng với từ 7 đến 13% tối đa của mục tiêu. Đó, về cơ bản là như vậy. Ở đây có cho hết này, để Mỡ bắn thử cho hết cho anh em xem nha. Đầu game nha, chưa có đồ nha. Này thì do văn hết này, như vậy là anh ta đã phải dùng cái hỏa tiễn để mà đẩy Mỡ về. Ở trong cái trận đấu này, Mỡ thì được cover bởi hai cái người chơi khá là nhiệt tình, đó chính là anh chàng Jihan Freo sử dụng cho mình đó là cái vị tướng Estate. Nhưng mà Mỡ đang muốn chat với cả anh ta là Mỡ để Mỡ đi solo, bởi vì ngưỡng sức mạnh tầm này của Mỡ đi solo quá là ok rồi, và anh ta nên đi cùng với team để mà support cho CC liền ở đứng giữa. Bởi vì đầu game như anh em có thể thấy là hết Tywill cũng như là Estate xuống support cho Mỡ, mà về cơ bản Mỡ không cần. Level của Mỡ hiện tại đang là cao nhất game rồi. Mỡ chat lại một lần nữa là tôi sẽ đi solo, tức là tôi sẽ đi một mình đi support cho CC liền đi ông ơi. Bởi về cơ bản cái con carry này anh em có thể tự lực, anh em có thể sinh tồn một mình giống như con Ranger rất là dễ dàng. Anh em ăn bùa có thể nói là tốn cực kỳ ít máu. Ở giai đoạn đầu game anh em có thể thấy bắn bùa cực kỳ là đau, bởi vì là mỗi một cái phát sát thương nổi là nó gây tối đa 300 sát thương mà anh em. Ok, là sẽ lấy đi cho mình đó là cái con rùa này. Kích hoạt cái chiêu cuối để mà ăn rùa cho nhanh nha. Cái chiêu cuối có tên gọi là khóa kép ăn rùa rất nhanh đến từ vị trí của Carrier Mễ. Nó gọi là Carry Mỡ anh em ạ. Và đây, Kagura, cô ta đi lẻ đã phải trả giá. À không phải, đó là một cái pha giao tranh có thể nói là team bạn đã thua rồi. Và Kagura chỉ chẳng qua là cái người cuối cùng phải nằm xuống thôi. Sau trước đó là Atlas và cùng với đó là cái vị tướng Jawhead. Và nếu như mà team bạn đã nằm xuống thì chúng ta không tội gì mà chúng ta xâm lăng rừng team bạn cái nhỉ anh em nhỉ. Và ôi ôi, cái skin này nó đẹp vãi đạn anh em ạ. Cái skin carry đặc vụ chi mừng này nó thay đổi từ A đến Z, gần như là toàn bộ những cái hoạt cảnh của cái vị tướng này cũng như là cái hiệu phòng chờ xuất hiện. Và anh em cần phải quan tâm một điều, đó là khi mà chúng ta kích hoạt cái chiêu cuối khóa kép lên ạ, cánh của con carry nó dang rộng ra và những cái đòn bắn, những cái cách thức thi triển kỹ năng của nó cảm giác như là mang đến cho đối phương một cái sự uy hiếp cực kỳ là đáng sợ. Đây đang có giao tranh, Mỡ kích hoạt cái chiêu cuối của Mỡ lên, bắt đầu nhảy, kích hoạt cái thanh tẩy để thoát khỏi cái hiệu khống chế đến từ cái vị tướng Atlas và bắt đầu xả sát thương, kể cả đó là tanh nhưng mà cũng chỉ cần từ 2 đến 3 nhảy là Atlas đã bay màu. Thậm chí ở đây còn có cả Link, nhưng mà Mỡ vẫn đang quan tâm gì? Mỡ vẫn đang dồn sát thương vào cái vị tướng Jawhead, có được cho mình cái mạng thứ 3 ở trong cái trận đấu này, để mà anh em thấy được rằng cái ngưỡng sức mạnh của cái con carry này, đừng nói là xạ thủ team bạn, cả tanker nó cũng bắn hết anh em ạ.
Carry là một trong số ít các cái xạ thủ mà anh em chỉ cần thấy ai, tướng địch nào mà chúng ta cảm giác như là chúng ta có thể bắn được là chúng ta bắn tất. Về cơ bản một phần cũng là ở đây từ từ anh em ha. Ở trong cái góc này là Bỡ hoàn toàn có thể lao này, kích hoạt cái khóa kép áp sát vào cái anh chàng right hand và cố được cho mình cái mã áp đảo kẻ địch. Và Kagura chắc chắn sẽ phải nằm xuống dưới cái lượng sát thương cực kỳ kinh khủng đến từ mỡ rồi. Và anh chàng Atlas anh ta sẽ phải lùi về thôi, bởi vì là hai thành viên sát thương chính của team anh ta đã nằm xuống rồi, một sát thương phép cũng như là một sát thương vật lý. Mỡ sẽ di chuyển về cái phần rừng của mỡ ha, để mà lấy đi cho mình đó là cái con gấu đỏ, mì gấu đỏ anh em ạ. Mì gấu đỏ. Ok, và sau đó là chúng ta sẽ lấy đi cho mình đó là cái con bùa đỏ này. Như anh em có thể thấy, sát thương của Carry dồn vào những cái đơn vị quái rừng nó cực kỳ nhanh, bởi vì cái tốc bắn của nó. Và bên cạnh đó là cái chiêu cuối, một cái lời khuyên dành cho anh em khi mà muốn chơi cái vị tướng Carry này này, đó là cái chiêu cuối hồi rất nhanh. Chúng ta nên cân nhắc để mà sử cái chiêu cuối này liên tục lên những cái đơn vị kiểu như là rùa, kiểu như là bùa đỏ, hay là những cái đơn vị mà chúng ta cần phải dứt điểm nhanh, bởi vì chiêu cuối nó hồi nhanh lắm. Như cái tầm này này, mở kế hoạch chiêu cuối cho anh em xem này, anh em thấy không ạ? Bắn rùa cực kỳ là nhanh, mặc dù sát thương của Carry là không quá to, đam nó chỉ khoảng độ 200 thôi, nhưng mà sát thương nó gây ra nhiều và đều. Giao tranh được đổ ra ở đường giữa, Tyrell hút chiêu cuối là đẹp, anh ta kéo về và sát thương được dồn vào là mỡ. Mỡ không có chiêu cuối khóa kép, nhưng mà sát thương vẫn là đủ để có được cái mạng gục đến từ vị tướng Atlas và thanh tẩy bật lên truy đuổi cái vị tướng cho hết này, có được cái mạng chấp hồn kiều ở trong cái tình huống vừa xong. Đó là cái mạng thứ 7 của mỡ trong cái trận đấu này. Ô, hóa ra là cái mạng Atlas là mỡ ăn anh em ạ, mạng Atlas là mỡ ăn rồi. Team mỡ đang đánh rất trên cơ, một phần cũng là bởi vì mỡ đang khá xanh ngay từ giai đoạn đầu game, tiếp tục băng trụ và có đi được cho mình đó là cái mạng hỗ trợ anh chàng Sicilian hạ gục được cái vị tướng Kling. Nhưng mà Tywill cũng đã phải bỏ mạng bởi vì một cái lối đánh cực kỳ lăn xả, và đó chính là một cái tanker mẫu mực anh em ạ. Nhiều anh em có hay bảo mỡ kiểu khi mà ở slot 5 ấy thì hay bảo là slot 5 không có tank, với cả tôi không chơi tank bao giờ. Mỡ bảo nghe xàm vô ní. Thế con Tywill các ông nhận được ở đầu game thì nó là cái con xạ thủ à, hay là cái con pháp sư? Ok, là cái tầm này là cái ngưỡng sức mạnh của chúng ta đang là level 11 rồi này, có được cho mình úi trời ơi ba loại bùa luôn anh em ạ. Cái tầm này nói thật với anh em thì có lẽ rằng là mỡ có thể 1 cân 2 hoặc 1 cân 3 nếu như mà team bạn sao ping nhảy lên 280. Ok, hình như là vừa hơi bị lag, nhưng ủa mày quá anh em ạ, tí nữa thì được toang. Cái game này đang xanh như thế này mà không up thành cái video clip để mà đăng cho anh em thì hơi toang. Thôi không sao, set trang bị về cái vị tướng carry này anh em có thể tham khảo ở góc dưới bên trái, mỡ sẽ để cho anh em xem ha. Set trang bị chuẩn mực ở một cái vị tướng carry gánh team, đó là anh em lên đồ tanh, anh em lên vô tận chiến thương, anh em lên đai lưng thần sấm, và sau đó anh em sẽ lên anh em phải lên cái gậy như trước, mà từ từ khoan, băng trụ kích hoạt cái trụ cuối khóa kép để mà truy đuổi vào cái anh chàng Imankua sử dụng cho mình cái vị tướng Uso. Ôi cái bạn Tywill này đánh có thể nói là mẫu mực của tanker anh em thấy không ạ. Cái phát vừa xong mỡ nghĩ rằng là mỡ chỉ lên solo kill thôi, nhưng mà ai ngờ ui Tywill không biết phát này có vào với mỡ không nhỉ. Từ từ nha, mỡ bắn trụ đã nha. Uso ôi, đánh như thế này mới gọi là tanh chứ anh em. Cái tầm này tạo tiền đề cho mỡ nhảy vào bắn thì đúng chỉ có 2 nhảy thôi là Kling team bạn đã phải bốc hơi rồi. Mỡ phải dành cái lời cảm ơn và cực kỳ tuyệt vời đến một cái người chơi mẫu mực, đó là tanker Carry. À quên mất, tanker Tywill anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ di chuyển xuống đây nha, bởi vì mỡ thấy là hình như là có mặt nạ đảo đường, mặt nạ tàng hình đến từ vị trí của Tywill. Đây. Rồi, kích cái khóa kép này, lao ra này, kích hoạt cái nội tại và liên tục bắn cái chiêu 1 này. Kagura thoát được khỏi tầm dồn sát thương rồi. Mỡ quay lại dồn sát thương vào Atlas, bật cái thanh tẩy lên để không bị hất tung này. Cố bảo hộ đến từ vị trí của Etet, Atlas bắt buộc phải tốc biến qua tường để mà thoát được ở trong cái tình huống vừa xong. Nhưng mà đó làm cái pha bị nằm xuống đến từ vị trí của Sicilian, cũng có thể là Tywill luôn rồi anh em ạ. Và thôi không sao, mỡ sẽ lấy đi cho mình đó là cái con bùa đỏ này. Băng trụ cho anh em, cái tầm này sát thương là đủ, có được cho mình bùa, và đó là cái mạng hạ gục tranh tận 5 level đến từ vị tướng Kling. Nhưng mà hỗ trợ ở đây có được cho mình đó là cái vị tướng Atlas, anh ta đang bị dồn sát thương. Mỡ bật cái chiêu cuối lên và nhảy ngược lại này, có được cho mình cái mạng chiến công huyền thoại, cái mạng thứ 10 ở trong cái trận đấu này. Chơi con carry thì anh em chú ý là chúng ta nên từng nên nhảy tùy tình huống nha, mà hạn chế nên nhảy thẳng lên. Chúng ta nhảy thẳng lên là nhảy với á, và chưa chắc là cái nội tại của cái chiêu cuối nó được kích hoạt đâu, nội tại của cái chiêu thai được kích hoạt đâu. Và giao tranh đang được đổ ra ở đây này, mỡ kích hoạt cái chiêu cuối lên dồn sát thương. Rất may cho anh chàng order là anh ta đã rút về ở trong cái tình huống vừa xong rồi. Anh em chú ý nha, cái nhảy bước nhảy bóng ma con carry là chỉ khi nào chúng ta cảm giác rằng chắc chắn thắng và để truy đuổi thì chúng ta mới nhảy lên trước mặt thôi. Đánh con carry thì anh em nên nhảy ngang và nhảy có xu hướng nhảy lùi, bởi vì khi mà nhảy lùi thì cái tầm giật của cái kỹ năng thứ hai bước nhảy bóng ma nó vẫn là xa. Giao tranh đường giữa nổ ra này, dồn sát thương vào cái vị tướng Olders, anh ta đang bị dồn sát thương. Mỡ chưa có chiêu cuối nhưng mà đánh hổ báo lên level mỡ hơn. Mỡ có cái lớp giáp bảo hộ đến từ cái con rùa mà anh em đánh đang rất hổ báo này, có thanh tẩy cơ mà, và đó là cái mạng chiến công huyền thoại đến từ vị trí của Atlas sẽ có được cho mình đó là triple kill đến từ cái vị tướng cho hết. Và qua đó chắc có lẽ rằng sẽ kết thúc trận đấu ở thời điểm hiện tại thôi anh em ơi, một cái trận đấu quá giá trị. Ôi, và đối phương cũng đã phải đầu hàng bởi vì một cái con carry mà 1204 này có lẽ rằng chiến thắng là tuyệt đối rồi. Nếu anh em thấy cái video clip này hay và thú vị, hãy để lại cho mỡ một like và subscribe, đăng ký kênh cũng như chia sẻ để đón xem những cái video clip tiếp theo của mỡ sẽ có sau ha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.